chào mừng bạn đến The Ship Team. Đại tiệc Trung Thu năm 2021 diễn ra vào tối ngày 21 tháng 9 vừa qua, chắc chắn đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng công chúng. Có đến 8 đài truyền hình đã đăng cai giàn dựng và tổ chức với quy mô lớn. Tất cả đều dựa trên tiêu chí thống nhất chung: hành động rõ ràng, sử dụng hợp lý, có chọn lọc đối với các nghệ sĩ tham dự. Nói không với các ngôi sao lưu lượng, trung thực và khách quan chính là điểm mới trong chương trình gala Trung Thu năm nay. So với ông lớn Mango TV, Tết Trung Thu tại Đại Vịnh do CCTV 6 tổ chức có lượng rating vượt lên một bậc. Đội hình nghệ sĩ hùng hậu, rất nhiều người nổi tiếng đã được mời tham gia sự kiện như TFBoy, Quan Hiểu Đồng, Ngụy Đại Huân, Cảnh Điềm, Trương Kiệt, Châu Thâm và nhiều nghệ sĩ khác. Hầu hết là các tiết mục biểu diễn đơn ca hoặc hợp xướng. Xếp hạng lượt khán giả xem cao nhất là phần hợp xướng của Dung Tổ Nhi, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Thiều Hàm và Lưu Nãi Kỳ. Thông tin Triệu Lệ Dĩnh cũng sẽ tham gia khiến cho cộng đồng mạng nức lòng. Tuy nhiên cô ấy không biểu diễn solo. Mặc dù biết rằng Lệ Dĩnh tham gia phần điệp khúc và được lên kế hoạch cho bài hát cuối cùng của bữa tiệc, nhưng các fan của cô khá bất ngờ vì cảnh quay dành cho Lệ Dĩnh chỉ vỏn vẹn 3 giây trong toàn bộ buổi biểu diễn. Sau khi chờ đợi rất lâu, chỉ để được nhìn thấy sự xuất hiện của idol. Hiển nhiên, sẽ có người hâm mộ xem chưa đủ. Họ nói đó là một khoảnh khắc chớp nhoáng. Tuy nhiên, theo Ship Team, nếu nhìn nhận ở một khía cạnh khác, đây được coi là khởi đầu thuận lợi, việc tham gia quan trọng hơn hình thức rất nhiều. Gần 40 diễn viên và ca sĩ cùng thể hiện ca khúc hợp xướng với Lệ Dĩnh trên sân khấu, tất cả đều là những ngôi sao thực lực rất được yêu thích. Do có rất đông nghệ sĩ và hầu hết các cảnh quay đều là cảnh quay lớn. Vì vậy, thời lượng 3 giây đã được đội ngũ ekip cân nhắc kiểm duyệt khá kỹ lưỡng. Các fan lý trí hiểu rõ, một chương trình có ý nghĩa lớn đối với khán giả trên toàn thế giới như vậy, không đơn thuần giống chương trình tạp kỹ thông thường. Sự đãi ngộ bình đẳng giữa các nghệ sĩ là tín hiệu tích cực cho bước chuyển mình đầy hứa hẹn của thế giới showbiz ở tương lai không xa. Vậy nên, hầu hết người hâm mộ phấn khích nói: thực sự mãn nhãn khi nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh trên sân khấu, vô vàn lời chúc phúc cũng được gửi tới cô ấy, luôn mong cô ấy sẽ ngày càng tốt hơn. Dạ tiệc Trung Thu thành công tốt đẹp, nhưng những dư âm ngọt ngào về nữ tiểu hoa sinh năm 1987 thì vẫn còn đọng lại trong tâm trí của người xem bởi những shot hình vô cùng chân thực tự nhiên phía sau cánh gà. Ngay khi được cộng đồng netizen chia sẻ, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước vi rùa cực phẩm này. Gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, tóc đen mềm mại, nàng Dĩnh Bảo xuất hiện với chiếc đầm dạ tiệc thiết kế đẳng cấp kiêu sa thời thượng lại càng làm tôn thêm dáng vẻ thướt tha yêu kiều. Tuy nhiên, biểu cảm đáng yêu và sự tương tác của cô ấy mới là điều ghi điểm trong lòng công chúng. Dù không tham gia biểu diễn khai mạc nhưng Lệ Dĩnh đến đúng giờ, ngồi ở bàn khách mời bên cạnh Hoa Thần Vũ. Nghiêm túc và chuyên nghiệp, trong lúc đợi đến lượt mình, cô ấy chăm chú theo dõi các tiết mục của đồng nghiệp. Thậm chí còn vui vẻ giơ điện thoại lên để gọi video, nét mặt rạng rỡ trên môi luôn nở nụ cười. Sự riêng tư cũng được bảo mật cao độ. Dưới ống kính của các cameramen, màn hình điện thoại của Dĩnh Bảo chỉ là một màu đen, nhưng kỳ thực cô ấy đã sử dụng lớp dán bảo vệ, giới hạn góc nhìn, rất an toàn. Cô ấy trông có vẻ tự nhiên và thoải mái hơn bao giờ hết. Dù không thể biết chính xác người gọi là ai, nhưng mọi người nói rằng dễ dàng phỏng đoán có lẽ Lệ Dĩnh đang muốn hội ngộ cùng con trai qua màn ảnh nhỏ vào dịp Tết đoàn viên. Một số cư dân mạng đã viết dòng chữ khi đăng ảnh: Triệu Lệ Dĩnh nên có mặt trong video với con trai cô ấy. Hạnh phúc quá, bức ảnh này là nụ cười của người mẹ, quả thực vô cùng ấm áp. Ngoài ra, khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh chung khung hình với những người bạn cũng khiến các fan thích thú. Cuối buổi biểu diễn, khi bước xuống sân khấu, một đồng nghiệp nam vừa nhìn thấy Lệ Dĩnh liền sải bước nhanh về phía cô để chào hỏi và trò chuyện. Anh chính là ca sĩ, diễn viên Quan Chí Bân. Phú Nhị Đại, Đinh Tử Tuấn người công khai tuyên bố không ai được phép bắt nạt Triệu Lệ Dĩnh, cũng chia sẻ một tấm hình selfie với Lệ Dĩnh trên Weibo. Điều này đã gợi lại ký ức của rất nhiều cư dân mạng, có một lời nhắn như thế này: tình bạn giữa ba người thật tốt đẹp. Họ vừa là đối tác vừa là bạn của Dĩnh Bảo trong suốt 8 năm. Theo Ship Team được biết, Quan Chí Bân, Đinh Tử Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh từng có cơ hội cộng tác cùng nhau trong bộ phim cổ trang Truy Ngư Truyền Kỳ vào năm 2013. Cho đến lúc bước vào phòng thay đồ để ra về, những bức ảnh từ phía sau của Triệu Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục gây chú ý. Chiếc váy dài chấm gót và vòng eo như thì con gái,
phong thái nữ thần đầy khí chất. Chút bỏ xiêm y lộng lẫy. Sáng sớm ngày 22 tháng 9, Lê Dĩnh xuất hiện tại sân bay trong trang phục bình dị thoải mái cùng trợ lý của mình. Sóng tóc xoăn mềm mại vẫn còn đó. Cư dân mạng liền hưởng ứng. Làm ngôi sao cả ngày chắc hẳn đã rất mệt. So với việc giữ hình tượng, hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể thản nhiên tự tại như vậy. Dù sao, với các fan và người yêu mến Dĩnh Bảo, không quan trọng trang phục nào, sự kiện gì. Chỉ cần là Lệ Dĩnh thì cô ấy đã luôn là tiên nữ trong lòng họ rồi.